Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quý vị và các bạn biết không, hiện tại bây giờ đất nó sốt quá, cho nên cái câu chuyện nóng của từng gia đình và từng khu xóm, từng cái quan hệ trong gia đình. Hôm nay tôi nói chuyện về những người xa lạ với nhau và kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nha. Cái câu chuyện của tôi nó sẽ xoay quanh là như thế này. Vào khoảng năm 2007 thì tại thời điểm đó cái đất ở vùng quê thì còn rất là giá trị nó không có cao. Và khi mà giá trị nó không có cao đó, thì những người ở thành phố họ đổ về, họ mua cái quyền sử dụng đất. Mục đích của mua là để họ lập vườn, để họ xem lại cái trồng cây ăn trái, để khi ở thành phố về nhà thì họ sẽ có những cái nơi vào ngày Chủ nhật. Và cũng là để trồng những cái cây cảnh, cây ăn trái để thú vui điền viên. Thì người khách hàng họ đã về ở vùng ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh và họ mua một cái quyền sử dụng đất tương đương khoảng chừng 7.000 mét vuông. Và quý vị và các bạn biết rồi, ở cái vùng quê mà khi mà mua mà chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vị khách hàng này đã, cái người mua đó đã cố gắng đưa tiền để hợp thức hóa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc gì đến phải đến, cơn sốt đất ập tới. Ví dụ như tại thời điểm của quyền sử dụng đất thì tới một cái thời điểm sốt đất, đất nó không nhảy lên một gấp 2 quý vị, mà nó nhảy lên một gấp 5. Và khi mà đất mà nhảy lên một gấp 5 thì cái người ở vùng quê, cái người bán họ lại không đồng ý bán. Và quý vị biết không, khi họ không đồng ý bán thì cũng là lúc họ khởi kiện lên tòa. Cũng thì cũng cái đối tượng là quyền sử dụng đất là 7.000 mét, họ không bán cho vị khách hàng người mua trước đây mà họ bán cho người khác. Và họ sử dụng cái đồng tiền này họ đi khởi kiện ở tòa. Việc khởi kiện thì họ thể hiện rằng là khi mà người ta đặt cọc á, và tổng cộng 30% nó tương đương vào khoảng số tiền đó, thì họ, cái người bán họ đồng ý, họ phạt gấp đôi cái số tiền này. Thì ví dụ như tôi nói 30% lúc đó là 100 triệu đi, thì kiện ở tòa và tòa án nhân dân của cấp sơ thẩm đã có phán quyết giống như cái quyết định của họ. Bây giờ mình nói thẳng ra ha, hồi đó là mua đã trả 100 triệu. Thế là sau này khi mà đủ 100 triệu rồi thì họ tuyên, và tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc trả 100 triệu, đồng thời phạt cọc số tiền là 100 triệu nữa là 200 triệu. Tuy nhiên họ đã sử dụng cái số tiền này để họ bán cho người khác với giá 500 triệu. Câu chuyện thì nó chỉ dừng lại ở đó, nó không dừng lại ở đó, và nó đã lên trên cấp phúc thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh. Quý vị và các bạn biết rồi, khi mà lên cấp phúc thẩm thì cấp phúc thẩm đã sửa toàn bộ cái bản án và công nhận cái quyền sử dụng đất. Tức là tại thời điểm đó thì mua với giá đất là, tôi cho cứ cho là tổng cái giá trị phần đất đó là 300 triệu, thì cấp sơ thẩm chỉ buộc trả lại 100 triệu, đồng thời bồi thường thêm 100 triệu. Thì cấp phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh lại có một cái cách nhìn khác. Cách nhìn khác ở đây là sẽ cho cái tiếp tục thực hiện hợp đồng. Và cái câu chuyện nó không dừng lại ở đó. Tôi cho rằng là người bán tại thời điểm này
họ không đồng ý và khiếu nại lên giám đốc thẩm. Quý vị biết rồi, một cái câu chuyện dài, một cái hồ sơ nó chưa đi tới đâu và đâu hết. Và cuối cùng thì bản án giám đốc thẩm đã ban hành và ngăn chặn cái việc làm giấy tờ của vị khách hàng, cái người mua. Và thế là chuyện gì đến phải đến. Tòa án cấp sơ thẩm, trong cái quyết định giám đốc thẩm đó, họ đã đưa ra một cái phán quyết rằng là hủy bản án sơ thẩm với cái xu hướng là tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đất chưa có giấy tờ hợp pháp. Vậy thì họ đưa ra những cái quan điểm, những cái đường lối như vậy để cho các bên rõ ràng về có một cái định hướng gọi là quan điểm để cấp sơ thẩm xét xử lại. Thưa quý vị và các bạn, cũng rất may mắn trong một cái vụ kiện như vậy thì việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quay lại ở cấp sơ thẩm thì các bên miệt mài và đã đi và đã mất. Mất ở đây là mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Tôi quyết định hòa giải và họ đã đồng ý. Và cái bản án, cái quyết định công nhận sự thỏa thuận đã được đưa ra với một cái tinh thần là tổng cái diện tích mà hai bên nhận chuyển nhượng ở thời điểm đó là 100 mét, và bên phía bên người mua đã trả tiền trên cái số tiền là 30%. Vậy thì họ được 30 mét. Còn cái người bán, người thì được là 70 mét. Như vậy nó cũng phải phù hợp cái tính nhân văn của hồ sơ. Và khi mà như vậy, khi tôi tham gia ủy quyền như vậy thì cái người mà bán họ bảo với tôi rằng là giá như lại một cái câu giá như, giá như rằng là tôi biết được cái câu chuyện, tôi biết được chị sớm hơn một chút xíu thì có lẽ nó sẽ không mất thời gian, công sức và tiền bạc đến mức độ như vậy. Một cái câu chuyện để nói cho chúng ta biết được rằng trong cái việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên phải đặt vấn đề về thỏa thuận trước. Nếu chúng ta thỏa thuận thì chúng ta tránh được mất đi thời gian, công sức và tiền bạc. Chúng ta không thể nào nói rằng là vì cả hai bên nếu đi trong cái vụ kiện này đều đã bị thiệt hại, ít nhất là thời gian, ít nhất là về tinh thần và cả vật chất nữa. Thông qua cái câu chuyện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tôi muốn nói với quý vị và các bạn, thứ nhất đó là khi nhận chuyển nhượng, khi mua một cái quyền sử dụng đất thì quý vị phải nhớ một cái điều tiên quyết rằng đất phải có giấy chứng nhận và phải là chính chủ. Và quý vị và các bạn biết không, tại sao mà cái việc tranh chấp nó kéo dài? Vì bản thân những người trong cái hồ sơ này, họ mua, họ nói họ không có lỗi, nhưng rõ ràng khi thời điểm các bên xác lập cái hợp đồng đặt cọc, cái hợp đồng mua bán, cái hợp đồng chuyển nhượng gì đó thì các bên vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và khi phát sinh cái tranh chấp xảy ra thì chắc chắn rằng tòa án sẽ dựa trên những cái quy định của pháp luật để không công nhận phần diện tích này. Một cái điều mà trong cái câu chuyện về tòa án thì cũng rất khó để phân định ai là người đúng, ai là người sai, ai là như thế nào. Nhưng tuy nhiên theo quy định của luật dân sự, các bên vẫn dành cho nhau một cái thời gian gọi là hòa giải. Và nếu như trong trường hợp tôi thì thường có một cái cách như thế này. Sau khi mà nhận một cái vụ việc nào đó thì tôi thường đưa ra cái quan điểm. Quan điểm ở đây là cái gì? Quan điểm ở đây là tôi đưa ra quan điểm nhìn nhận cái hồ sơ tranh chấp như vậy là thắng hay là thua. Nếu trong trường hợp mình thắng thì mình được cái gì? Cái trường hợp mình thua thì mình được cái gì? Và để tự cho đương sự quyết định, để tự cho khách hàng quyết định cái việc của mình. Thông qua cái câu chuyện tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tôi cũng mong muốn
gửi đến cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, một cái câu chuyện pháp luật liên quan đến việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, để quý vị và các bạn hiểu thêm được cái câu chuyện pháp luật về những cái lĩnh vực trong đời sống xã hội. Kính mong quý vị và các bạn nếu có thấy thích cái chương trình thì hãy gửi lại cái comment, gửi lại share, gửi những cái phản hồi tích cực để chương trình được ngày càng hoàn thiện và tốt đẹp, phục vụ cho quý vị và các bạn tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn.